Thưa quý vị, được mệnh danh là chốn bình yên cuối đời của những người già neo đơn, mái ấm tình thương trực thuộc tỉnh Dòng Vào Lồ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng hiện đang cưu mang 25 cụ bà neo đơn, không nơi nương tựa. Trong đó có nhiều cụ bệnh tật phải ngồi xe lăn. Đều đặn mỗi ngày, các cụ tại mái ấm sinh hoạt lành mạnh, bắt đầu bằng việc vệ sinh cá nhân, tập thể dục nhẹ, đọc kinh, ăn sáng, rồi về phòng chơi, xem tivi, trò chuyện. Tại đây, các cụ được các nữ tu cùng các em sinh viên tình nguyện chăm sóc. Nhiều bạn trẻ này trọ ở mái ấm, vừa đi học vừa giúp đỡ mọi người, lo cho người già, khi thì phụ bếp, lúc lại tắm rửa, đút cơm cháo cho các cụ ăn. Phần lớn các cụ mất sức khỏe, đi lại khó khăn, mọi sinh hoạt hàng ngày đều cần người khác giúp đỡ. Khi mà được chăm sóc các cụ thì tụi em cảm thấy rất là vui và rất là hạnh phúc, thì mình làm được những cái công việc ý nghĩa giúp cho các cụ. Tình cờ thấy nơi đây là một cái trung tâm nuôi dưỡng các cụ già neo đơn, nhưng mà thấy nhân viên ở đây rất là ít, nhưng mà trong khi các cụ là rất là nhiều và không có người chăm sóc những cái mảng này, thì nhóm mình đã tình nguyện liên hệ với các cụ là sẽ nhận cắt tóc cho các cụ và vệ sinh tay chân cho các cụ để hỗ trợ cho các mẹ sơ ở nơi này để chăm sóc các cụ tốt hơn thôi. Mái ấm tự túc nguồn kinh phí từ việc tăng gia sản xuất như trồng rau, nuôi gà và nhận sự hỗ trợ của mạnh thường quân. Ngoài ra, một số cụ được nhận trợ giúp người già neo đơn của nhà nước. Nhờ vậy mà nơi đây duy trì được hoạt động nhân đạo với tấm lòng hướng về con người. Và những dịp ngày lễ, cuối tuần, nhiều nhóm thiện nguyện đến chăm sóc, trò chuyện với các cụ, tạo nên bầu không khí sôi nổi, giúp các cụ được an ủi về tinh thần, chăm lo về vật chất, sức khỏe. Hoàn cảnh của các cụ ở đây, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Nhưng mà chung chung ra thì các cụ là những người neo đơn, không có khả năng sống, không có nơi trú ẩn. Tôi vô đây một năm, đúng lúc tôi neo đơn, không có gia đình, thì vô đây các sơ săn sóc và chị em chúng tôi khi được ở đông lắm, nhưng mà có đời từ từ. Nhưng mà chị em chúng tôi cũng thương nhau như là trong một nhà. Săn sóc chị em người khỏe, nâng đỡ cho người yếu và cái gì cũng là giúp đỡ nhau hết. Niềm vui mỗi ngày của các cụ ở đây là những người bạn nương tựa lúc tuổi già, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Nơi đây không chỉ là nơi dừng chân cuối đời mà đã trở thành mái ấm, gia đình thứ hai của các cụ già neo đơn, và những thành viên tại đây là người thân của các cụ.